Mặc dù các nước trong khu vực mong muốn SEA Games được tổ chức theo kế hoạch, tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các quốc gia Đông Nam Á, để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các thành viên tham dự SEA Games, ngành thể dục thể thao Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch bệnh để tham mưu đề xuất phương án tổ chức phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Theo dự kiến, SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm nay với số lượng người tham dự rất đông, có thể vượt 25.000 người. Ngoài lực lượng vận động viên, huấn luyện viên, quan chức, trọng tài, tình nguyện viên, dự kiến còn có thêm một lượng lớn khách du lịch, cổ động viên từ các nước trong khu vực. Bởi vậy, công tác đảm bảo an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, do dịch bệnh, SEA Games có thể phải lùi thời điểm tổ chức sang nửa đầu năm 2022. Ngành thể dục thể thao đang nghiên cứu xin ý kiến các bộ ngành và địa phương đăng cai để báo cáo chính phủ xem xét quyết định.